Chiều nay 29 tháng 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng với đội các cựu cầu thủ nam trước khi lên đường sang Australia thi đấu trận lượt đi vòng Playoff Olympic Tokyo 2020. Ở trận đấu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với những Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Hải Yến hay Hồng Nhung. Chỉ có tiền đạo Huỳnh Như và hậu vệ Hoàng Thị Loan, hai cầu thủ thường xuyên đá chính, không thể ra sân bởi những lý do khác nhau, tuy nhiên không đáng ngại. So với hai đối thủ trước là U15 Nam PVF và U15 Nam Hà Nội, đội các cựu cầu thủ mạnh hơn hẳn do vượt trội về thể hình và kinh nghiệm. Vì vậy, không bất ngờ khi kết thúc hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam bị dẫn trước với tỷ số 0-3. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung có một số sự thay đổi cả về cách chơi cũng như nhân sự, và đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn nhiều so với hiệp 1. Những cơ hội đã được tạo ra nhiều hơn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một trong số đó được Bích Thùy tận dụng để ghi bàn rút ngắn tỷ số. Chung cuộc, đội các cựu cầu thủ giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Đây được xem là trận cầu vô cùng bổ ích trong cữ rượt của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi đối thủ ngày hôm nay có khá nhiều nét tương đồng so với Australia, đặc biệt về lối chơi bóng dài và sức mạnh hình thể. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung không ngần ngại chia sẻ với báo giới về sự chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam, cũng như thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Australia. Cái kết quả hôm nay thì chúng tôi không chú trọng lắm. Cái kết quả hôm nay thì tôi chỉ muốn là các bạn ấy, cái lối đá và cái thể hiện của các bạn trên sân thôi. Nhưng mà rõ ràng hôm nay là một đội bóng, đội tuyển nữ chúng tôi gặp ấy là một đội bóng nam. Thế và hai là người ta đá rất là khôn, kỹ thuật rất là tốt, cái vị trí đứng thế người ta rất là tốt. Hầu như khi có bóng người ta bịt hết vào tất cả những cái lỗ trống, trên là các bạn cũng chưa xử lý được tốt. Và cái trận đấu hôm nay đặc biệt là tôi cũng chưa hài lòng về cái hàng hậu vệ. Tất nhiên là chúng tôi cũng, đây là con người không phải là tốt nhất của đội. Đấy, cũng có một số đang bị chấn thương nhẹ tôi để ra ngoài, hoặc là tôi không sắp xếp hôm nay, kể cả đội trưởng Huỳnh Như. Trên là cái vị trí hậu vệ ấy, chúng tôi có đảo một chút, trên là nó cũng bị bỡ ngỡ rất là nhiều. Có lẽ là cho tôi được phép nói thẳng một chút, cái gì kém thì mình nhận là kém. Và tôi nghĩ là đội Úc hơn chúng ta rất là nhiều, đứng thứ 7 thế giới. Thế và chúng ta thì là cũng xấp xỉ gần 40 thế giới cơ. Trên là cái trình độ nó khác nhau nhiều lắm. Chỉ tôi chỉ mong ước là các bạn thi đấu với tinh thần rất là tốt và giảm bớt cái bàn thua. Rồi có lẽ là tôi suy nghĩ như vậy. Thế và với cái tinh thần phụ nữ Việt Nam thì phát huy là quyết liệt. Và kiên trì cái lối đá của mình. Thế và tôi nghĩ là cái lối đá của mình là phải tập trung kiên trì và mạnh mẽ hơn chút nữa. Thì tất nhiên một đội mạnh mẽ mà chúng ta lỏng thì rất là nguy hiểm.